Rồi nó con xin cho các bạn IC của xe Attila nha các bạn. Mà phải cảm nhận bằng trái tim 6 chân nha các bạn nha. Một cô gái rất là năng động, rất dễ thương, rất là cá tính. Một chàng trai có tương lai, cũng tươi sáng, rất là hiền hòa, cũng biết đối nhân xử thế. Quan trọng là các bạn